Thưa quý vị, trận động đất ở Trung Quốc xảy ra hôm 18 tháng 12 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của. Hiện Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó hậu quả động đất. Bên cạnh đó, mạng xã hội lúc này lan truyền tin đồn về một điểm báo lạ trước khi thảm họa này xảy ra. Hai ngày trước khi trận động đất 6,2 độ xảy ra ở Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, nhiều cư dân địa phương chụp được hình ảnh một đàn chim đen bay vòng tròn rất kỳ lạ. Trận động đất cường độ 6,2 độ Richter xảy ra tại huyện Tích Thạch Sơn, Châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12. Tâm trấn nằm ở thị trấn Liễu Câu. Trận động đất khiến ít nhất 118 người ở Cam Túc thiệt mạng và 11 người ở Thanh Hải làm hư hại nguồn nước, điện, giao thông, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng. Theo truyền thông địa phương, đây là trận động đất nguy hiểm nhất xảy ra ở Trung Quốc trong gần một thập kỷ qua, kể từ trận động đất ở tỉnh Vân Nam khiến 600 người thiệt mạng vào năm 2014. Đáng nói, hai ngày trước khi xảy ra động đất ở Cam Túc, một số người dân chụp được cảnh tượng một đàn chim màu đen rất lớn bay lượn trên bầu trời địa phương. Những hình ảnh được chụp lúc chiều tối cho thấy trên đường phố xuất hiện đàn chim đen lớn, một số con bay vòng tròn ở độ cao thấp, còn lại đa số chim đen đậu kín đường dây điện. Đây là hiện tượng hiếm lạ rất ít khi xảy ra nên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau khi trận động đất tại Cam Túc xảy ra, những hình ảnh về đàn chim đen được lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu báo trước của thiên tai, bởi trong lịch sử đã có không ít bằng chứng về việc động vật cảm ứng được tài họa thiên nhiên sớm hơn con người và có hành vi kỳ lạ trong khoảng từ vài tuần đến vài giây trước khi động đất. Năm 1975, ở thành phố Hải Thành, Liêu Ninh, Trung Quốc cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Bất chấp nhiệt độ xuống cực thấp, mặt nước đóng băng, rất nhiều con rắn đua nhau trườn ra khỏi nơi ngủ đông. Trong những tuần trước khi trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tấn công Hải Thành vào ngày 4 tháng 2 năm đó, Hành vi bất thường của loài bò sát này cùng với các sự cố khác đã thuyết phục nhà chức trách sơ tán người dân khỏi thành phố vài giờ trước khi thảm họa xảy ra. Các loài động vật cũng có hành vi kỳ lạ trước khi xảy ra trận động đất lịch sử 7,8 độ Richter vào ngày 28 tháng 7 năm 1976 ở thành phố công nghiệp Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Thảm họa này đã san bằng gần như toàn bộ thành phố, cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 người. Trong vòng một vài tuần trước thảm họa này, cá tươi ở Đường Sơn được bán rất nhiều và rất rẻ. Người dân cho biết trước và sau ngày 20 tháng 7, họ nhìn thấy rất nhiều loại cá nổi lên, rất dễ bắt. Hoắc Thiện Hòa, một người dân ở thành phố này kể lại, vào ngày 25 tháng 7 năm 1976, ba ngày trước khi động đất xảy ra, anh nghe tiếng động lạ ở ao cá. Chạy ra xem thì thấy đàn cá nhảy cao lên mặt nước, có con nhảy thẳng lên trời, xoay vòng như con quay. Cũng hôm đó, Trương Hồ Hiệu, một thuyền viên, thấy xung quanh thuyền có tiếng kêu rít, rồi một đàn chuồn chuồn màu xanh bay tới đậu đầy thuyền, người xua đuổi hay bắt cũng không hề nhúc nhích. Một ngày trước động đất, anh Trường Hữu và nhiều người khác ở thị trấn Bình Thôn, huyện Thiên An, Đường Sơn nhìn thấy chim yến mẹ ngậm lấy yến con bay đi. Nhiều người dân trong huyện cũng nhìn thấy chuồn chuồn và châu chấu bay thành từng đàn, trải rộng hơn trăm mét. Cùng ngày, ông Vương Cái Sơn ở huyện Loan Nam, Đường Sơn nhìn thấy đàn chuột trong vườn chạy tán loạn một cách hốt hoàng. nhiều chuột lớn mang theo chuột nhỏ chạy điên cuồng như thể đang tìm nơi trú ẩn. Tại một nhà kho hợp tác xã gần đường Sơn, có người chứng kiến hơn 300 con chuột chui ra khỏi hàng và cùng tụ họp. Nửa đêm ngày 27 tháng 7, vài giờ trước động đất kinh hoàng, ông Vương Tài ở ngoại ô thành phố Đường Sơn ngạc nhiên thấy bốn con vịt trước cổng nhà mình dướn cổ kêu và vỗ cánh phành phạch, đi theo ông nhằng nhẵng, dùng mỏ kéo ống quần như muốn nói điều gì đó. Còn ông Trương Bảo Quý ở huyện Loan Nam không ngủ được vì mèo trong nhà kêu la thảm thiết, còn ăn thì không chịu ăn, cứ kêu và chạy tán loạn. Đêm đó, nhiều người nghe thấy tiếng chó sủa bất thường, ngựa đứt dây cương chạy cuồng ra quốc lộ. Vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 28 tháng 7 năm 1976, trận động đất được đánh giá có sức hủy diệt tương đương 400 quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima đã xảy ra. Theo The Washington Post, những video được ghi lại tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy trước trận động đất làm chết hơn 7.800 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào sáng sớm ngày 6 tháng 2 năm 2023 khi trời chưa sáng. Rất nhiều con chim ùa hết ra khỏi tổ, bay tán loạn và kêu ầm mỹ phía trên những ngôi nhà. Năm 2016, khoảng 15 phút trước khi xảy ra trận động đất 5,8 độ ở bang Oklahoma, Mỹ, Người dân cũng chứng kiến cảnh hàng nghìn chú chim ao ra bay loạn xạ trên không trung như cảm nhận được điều khủng khiếp sắp đến. Người Việt tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc nghe thấy tiếng động mạnh vội tháo chạy khỏi tòa nhà rung lắc trong khoảnh khắc xảy ra động đất đêm ngày 18 tháng 12. Mặt đất bất ngờ rung chuyển vào khoảnh khắc 23 giờ 59 phút, một phút trước khi bước sang ngày 19 tháng 12. Trong lúc làm bài tập, Phan Bá Lộc 29 tuổi, du học sinh tại Đại học Lan Châu, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ nghĩ bị chóng váng nhẹ. Anh nhớ lại, sau đó tôi nghe tiếng động mạnh tòa nhà rung lắc, giường tủ và các đồ vật trong phòng chuyển động mạnh, thấy các du học sinh khác mở cửa chạy xuống tầng 1, chàng trai Việt mới biết có động đất kéo dài 40 đến 50 giây. Thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 10 độ C, ai nấy đều bỏ chạy toán loạn. Một số người chỉ kịp mặc áo khoác mỏng, một số cuốn chăn, có người thậm chí cởi trần, không kịp mặc quần áo, vội bảo toàn tính mạng. Trung tâm Mạng lưới Địa chấn Trung Quốc cho biết, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Tính đến tối ngày 19 tháng 12, Reuters đưa tin đã có ít nhất 126 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, dùng chấn đánh sập nhiều nhà cửa trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 2.200 nhân viên từ Sở Cứu Hỏa tỉnh Cam Túc và 260 nhân viên cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp đã được điều động đến vùng thảm họa. Cơ quan quản lý đường sắt đã dừng các chuyến tàu chở khách và hàng hóa đi qua vùng động đất, đồng thời tiến hành kiểm tra an toàn đường dây. Khu vực Bá Lộc sinh sống, cách tâm chấn động đất khoảng 100 km, nhưng kéo theo một số dư chấn. Theo đánh giá của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, điều này lý giải việc các tòa nhà rung chuyển mạnh, lần đầu tiên trong đời Lộc cảm nhận được sự rung chuyển mạnh của mặt đất. Những ngày qua nhiều người ở Lan Châu và Cam Túc không ngủ được vì lo sợ, trên các diễn đàn mạng xã hội, họ liên tục cập nhật tình hình cho nhau. Một vài người bạn Trung Quốc ở các tỉnh thành khác khi hay tin đã nhắn tin hỏi thăm lộc, anh cho biết đại học Lan Châu và toàn thành phố hiện an toàn, mọi hoạt động diễn ra bình thường. Anh nói, trải qua sự cố này, tôi mới thấy mạng sống của con người quý báu đến chừng nào. Một du học sinh Việt khác sinh sống tại thành phố Lan Châu là TK kể cũng cảm nhận được rung chấn của động đất. Khoảnh khắc đó, anh cùng các hàng xóm chạy một mạch theo cầu thang bộ từ tầng 5 xuống mặt đất. Ca cho hay, chúng tôi đã đứng ngoài trời âm 10 độ C suốt một tiếng đồng hồ, chỉ bắt đầu quay vào nhà khi đã yên tâm, không còn dư chấn nữa đọc tin tức trên mạng xã hội và báo đài, anh nói bàng hoàng khi biết hơn 100 người thiệt mạng tại vùng Tâm chấn cách nơi anh sinh sống 100 km. Sang thành phố Lan Châu, từ tháng 9, ca lần đầu trải nghiệm khoảnh khắc kinh hoàng đến vậy. Nhận điện thoại từ gia đình ở Việt Nam, anh thông báo không sao, bị ảnh hưởng nhẹ, trấn an tinh thần người thân. Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trận động đất mạnh gây thiệt hại lớn. Trận động đất 5,4 độ tại tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc hồi tháng 8 khiến 21 người bị thương, hàng chục tòa nhà bị sập thưa quý vị hiện trung quốc vẫn đang gấp rút khắc phục hậu quả của trận động đất hy vọng người dân nơi đây sẽ sớm ổn định và vượt qua những mất mát này đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại